Hắc ám Tây Du Hồi thứ 62 Lần này hạo thần có chút vội vàng Không kịp chuẩn bị Nắm đấm này lao tới quá nhanh Hơn nữa hắn ta dường như còn chưa hết kinh ngạc Thấy nắm đấm đầy gai đó Đang lao thẳng vào mặt hạo thần Bích hải đột nhiên quát lớn một tiếng Lá chắn không gian Vừa dứt lời một lá chắn bảy màu Đã xuất hiện trước người hạo thần Chặn lại nắm đấm đầy những chiếc gai bằng đá kia lá chắn bảy màu này cực kỳ kiên cố nắm đấm kinh thiên động địa đệm chúng vậy mà nó lại chẳng hề suy xuyển còn gai đá trên nắm đấm thì lại biến thành đất vụn nhàm thạch trên đó cũng nhanh chóng vỡ ra sau đó dần dần biến mất cứ như chưa bao giờ xuất hiện nhưng lá chắn bảy màu giữa không trung như đang chứng minh rằng công kích vừa rồi thực sự đã xảy ra đòn đánh này cũng khiến hạo thần hoàn hồn lạnh lập tức thôi thăm dò chỉ tay vào con côn trùng màu đen kia với vẻ mặt đầy khiếp sợ Vậy mà có thể điều khiển được thời gian ư? Đã thế còn không đơn giản chỉ là đảo ngược thời gian hay là ngưng động thời gian. Hắn ta vừa nói xong, con hắc trùng kia lại một lần nữa bò ra khỏi không gian ngây ngang ngẩng đầu trông cực kỳ kiêu ngạo. Lúc này lục nhĩ mi hầu đang bị nguyên thổ châu khống chế mới cười nói. Không tệ, chỉ hai đòn tấn công mà đã đoán được manh mối ngộ tính rất cao. Người nói không sai, khả năng điều khiển thời gian của con thì gian trùng này ấy à, ngay cả vị thẩm phán giả lúc trước cũng không thể sánh kịp. Mặc dù nó không thể tiến hành xoay ngược thời gian hay vượt thời gian với quy mô lớn, nhưng có thể điều khiển thời gian đảo dòng hay nhảy vọt khi bị tấn công giết chế. Từ đó, biến phía bị tấn công thành phía tấn công. Nói cách khác, chỉ cần người tấn công con thời gian trùng này thì cuối cùng sẽ gặp nạn. Chính là ngươi. Điểm này có lẽ Lâm Tịch chính là người trải nghiệm nhiều nhất nói xong gã nhìn thoáng qua lâm tịch lâm tịch cũng cười xấu hổ sau đó nhìn thoáng qua con thì gian trùng kia với vẻ đầy sợ hãi khi hồi tưởng lại điều khiến lâm tịch không ngờ được chính là không nhìn thì thôi vừa nhìn đã khiến lâm tịch suýt chút nữa quay đầu bỏ chạy bởi vì hắn ta phát hiện thì gian trùng cũng đang nhìn mình hơn nữa còn nhìn với một vẻ hết sức là tò mò ngay khi lâm tịch định quay đầu không nhìn nữa thì thân thể giữa khổng trùng của thì gian trùng bỗng cong lên sau đó lao vọt về phía Lâm Tịch. Lâm Tịch đứng như trời trồng, mọi người xung quanh đều đã vội vàng tránh ra. Như thể hắn ta là một thứ ôn dịch nào đó. Chỉ có Lâm Tịch vẫn còn ngơ ngác nhìn vào Hắc Trùng. Lâm Tịch cũng phát hiện không ổn vội vàng nghiêng người tránh đi. Nhưng còn chưa kịp thở phào một hơi, hắn lại phát hiện pha tránh né của mình chẳng những không cách xa thì gian trùng mà trái lại cách nó càng gần. Đúng là khổ không sao tà xiết, hắn ta không chút do dự dẫm chân một cái rồi bay lên trời. Thế nhưng vừa mới vọt lên thì lại tức khắc rơi xuống. Hơn nữa khoảng cách còn gần hơn trước. Trong lòng lâm tịch không ngừng kêu khổ. Còn thì gian trùng này quá mức quỷ dị, lại còn là chủng loại thượng cổ, là quái vật không biết sống bao lâu. Chẳng hiểu sao lại coi trọng hắn ta hết lần này tới lần khác. Lần này lâm tịch, chỉ cách hắc trùng không tới một thước, Như có côn trùng gần trong gang thức. Lâm tịch nghiến răng một cái, dùng động thiền xích phá vỡ không gian muốn tiến vào vết nứt không gian để chạy trốn tới nơi khác. Mặc dù xa giới này rất là kỳ quái, không thể rời khỏi thế giới này, nhưng trốn xa được chừng nào thì hay chừng ấy. Lần này chẳng biết tại sao Lâm Tịch lại không chịu chút ảnh hưởng hay quấy nhiễu nào, thành công đi qua vết nứt không gian, xuất hiện ở một nơi cách xa vạn thước. Không nghĩ tới lần này sẽ thành công. Lâm Tịch vẫn còn chưa thể tin nổi, hắn ta cẩn thận nhìn xung quanh, chờ một lát vẫn không thấy bóng dáng con hắc trùng kia đâu. Cuối cùng cũng được thở phào một hơi, hắn ta phủi tay, tùy trong lòng vẫn còn chưa hết sợ hãi. Con hắc trùng kia quá quỷ dị, động cũng không muốn động vào dù chỉ một chút. Lâm Tịch đang định thu hồi động thiền xích, rồi từ từ trở về, lờ đãng quét mắt nhìn động thiền xích một cái. Thấy một bóng đèn đang cuộn tròn trên đó, ra đầu Lâm Tịch tức khắc tê rần. Sau khi nhìn kỹ lại hắn ta lập tức ném văng động thiền xích ra ngoài nhìn động thiền xích cắm trên mặt đất lâm tịch vẫn chưa hoàn hồn sau khờn kinh hãi hít vào thở ra một hơi thật sâu ổn định tinh thần sau đó từ từ đi đến bên cạnh động thiền xích cắm trên mặt đất nhìn thì gian trùng đen ngòm đang cuộn tròn ở bên trên lâm tịch bỗng thấy cổ họng mình nghẹn ứ lúc này hắn ta đã biết vì sao mình có thể thuận lợi đi qua vết nứt không gian thì ra là thì gian trùng đang nằm trên động thiền xích không thèm để ý tới mình nhưng vì sao thì gian trùng lại cuộn tròn trên động thiên xích chẳng lẽ nó định hấp thu linh lực trong động thiên xích ư nghĩ đến đây lâm tịch bỗng giật mình trong lòng càng nghĩ càng thấy có khả năng một khi linh lực của động thiên xích bị thì gian trùng hấp thu rất có thể động thiên xích sẽ biến thành một thứ bình khí tầm thường mặc dù kiêng dè sự quỷ dị của thì gian trùng nhưng đối với lâm tịch động thiên xích còn quan trọng hơn cả tính mạng cho nên chỉ có thể bất chấp tất cả tiến lên dò xét nhưng hắn ta lại phát hiện thì gian trùng chỉ cuộn tròn trên đó mà không có bất cứ hành động nào. Thấy không có nguy hiểm, hơn nữa thì gian trùng cũng bị nguyên thổ châu khống chế. Có lẽ không có gì nguy hiểm thật. Tự an ủi như vậy, lâm tịch chậm rãi vườn tay định cầm lấy chuối đậu thiền xích rồi hất văng thì gian trùng ra ngoài. Nhưng vừa mới vườn tay thì con thì gian trùng đang nằm ngoan lại đột nhiên thò đầu ra nhanh như chớp, cắn một cái lên cánh tay của lâm tịch. Bị đau lâm tịch lập tức rút tay về, đồng thời một tay khác chỉ về phía trước một sợi xiềng xích không gian đã xuất hiện và trói quanh thời gian trùng cũng chính lúc này vị trí bị thì gian trùng cắn trên cánh tay lâm tịch đột nhiên xuất hiện một hoa văn màu đen hình rắn chẳng mấy chốc hoa văn màu đen này đã bao phủ toàn bộ cánh tay của lâm tịch hoa văn đen nhánh như một nét mực vẽ nên ngờ ngờ ngác ngác nhìn cánh tay trái của mình lâm tịch quên cả khống chế xiềng xích không gian mà mình đã bắn ra kết quả xiềng xích không gian cứ liên tục tiến về phía trước Cuối cùng suýt chút nữa trói luôn cả nhóm bố vân cách xa vạn thước. Lúc này động thiền xích cắm trên mặt đất bỗng nhiên lay động nhẹ nhẹ mấy cái rồi tự động rơi khỏi mặt đất. Hóa thành một tia sáng xanh bay tới tay phải lâm tịch. Con hắc trùng quấn trên nó cũng trở nên giống như tượng đá. Hình như đã dung hợp thành một thể với động thiền xích một cách vô cùng hoàn mỹ. Cho dù làm thế nào cũng có cảm giác như con hắc trùng này ngay từ đầu đã nằm trên động thiền xích. Thế nhưng trong lòng lầm tịch biết rất rõ chuyện này chắc chắn có vấn đề. Bản thân động thiền xích là siêu khí giới. Sao lại để một con côn trùng bám vào? Đột nhiên có một âm thanh vang lên trong đầu hắn ta. Làm sao? Có ý kiến gì? Ta đường đường là thì gian trùng. Chẳng lẽ lại phải quý người trước một món khí giới sao? Người còn cảm thấy người uất ức lắm ư? Hả? Ai? Là ai đang nói chuyện trong đầu ta? Vốn cho rằng người rất thông minh không ngờ chỉ là một thằng ngốc ngoại trừ hắc gia gia nhà ngươi thì còn có thể là ai được rồi đừng nói nhảm mau hấp thu hoa văn màu đen trên cánh tay nếu không cánh tay trái của ngươi sẽ bị phế nghe kẻ phát ra âm thanh tự xưng là hắc gia gia lâm tịch lập tức nổi giận nhưng lại nghe nói cánh tay trái của mình có thể bị phế hắn ta chỉ đành cố nén lửa giận nhưng cũng không mở miệng nói lời nào vậy còn tạm được bây giờ nghe lời hắc gia gia của ngươi hấp thu hoa văn màu đen trên cánh tay ngươi sau đó cảm thụ hết toàn bộ, đọc nhầm trong đầu hết một lượt. Ây, chẳng lẽ lần này ta lại nhìn nhầm? Hít vào một hơi tịnh tâm tĩnh khí, mặc dù giọng điệu tự đại khiến hắn ta khó chịu, nhưng cánh tay của mình lúc này đây mới là điều quan trọng. Hắn ta cũng không phải người của diệt thế mà quốc mất đi một cánh tay thì thực lực lại càng mạnh. Nếu mất đi một cánh tay, tuy không chết nhưng sẽ không cách nào thi triển phòng thiền ấn được nữa mặc dù hắn ta có thể một tay phóng ra xiềng xích không gian nhưng vẫn cần tiến hành linh hồn kết ấn lỡ như gãy mất cánh tay linh hồn còn bị tổn thương vậy thì hắn ta thực sự sẽ bị phế đi lâm tịch không thể nào chấp nhận kết quả như vậy bèn vội vàng làm theo âm thanh kia toàn bộ tâm thần đắm chìm trong hòa văn trên cánh tay trái sau đó cũng cảm giác được cảm ngộ mênh mông vô tận và sự vận dụng thời gian đổ ào ào vào trong đầu mình mà hắn ta lại có cảm giác vô cùng quen thuộc đối với những thứ này không có chút bất ngờ nào cũng không có chút khó chịu nào rất nhanh lâm tịch mở bừng hai mắt hòa văn màu đen trên cánh tay trái cũng đã biến mất chỉ là ở cổ tay có thêm một vòng đen như một con rắn quấn quanh cổ tay nhìn động thiệt xích một cái nhẹ nhàng vuốt về vị trí của hắc trùng trên đó sau đó không thấy hắn ta có động tác gì chỉ là bước ra một bước đã phá vỡ không gian xuất hiện sau lưng phố vân khiến cho bố vân giật thót cả mình phản xạ có điều kiện thúc cùi chỏ ra sau lưng nhưng không có đụng chúng cái gì một đòn đánh hụt bố vân bỗng thấy lồng ngực mình nhói cả lên từ tầm nhìn nơi khóe mắt hắn ta nhìn thấy ngực của mình đã bị một cái cùi chỏ đánh trúng xoay người một cái một tay chống đất bố vân xoay tròn tại một vòng tại chỗ lại nửa quy trên mặt đất lâm tịch bởi vì lúc trước bố vân và lâm tịch từng đối với nhau một trận kết quả suýt bị Lâm Tịch giết chết. Nếu không phải Lâm Tịch cảm giác được mục đích thực sự của lục quốc chiến và giữ lại mạng sống cho bố Vân, thì chỉ sợ bố Vân đã phải chết từ lâu. Ta chỉ thử chút thôi, không có gì đâu, không có gì. Nhưng thanh âm này lại phát ra từ sau lưng lục nhĩ mi hầu cũng là nguyên thổ châu. Để ta xem xem con thì gian trùng này rút cục mạnh đến cỡ nào. Nói xong một tay lâm tịch cầm lấy động thiền xích chém về phía gáy của lục nhĩ mi hầu. Dưới sự khống chế của nguyên thổ Châu Lục Nhĩ Bì Hầu không cần nhìn sau lưng Ngay trước khi động thiền xích lướt qua cổ gã ta chỉ cúi đầu nhẹ một cái là liền tránh được Động thiền xích mang theo một vầng ánh sáng xanh xẹt qua Những nơi nó đi qua không gian đều bị chém ra vết nứt Thời khắc này động thiền xích đã có thể được gọi là thiết thiền xích Sau khi tránh được một kích Lục Nhĩ Bì Hầu đột nhiên ngửa đầu ra sau khoảnh khắc đó một vầng ánh sáng xanh đột nhiên cắt ngang qua vị trí đầu của gã ta vừa nãy. Nếu vừa rồi không ngửa đầu ra sau, có lẽ đầu của lục nhĩ mi hầu đã phần ra thành hai. Tránh được đòn thứ hai nhưng những đòn tấn công tiếp theo của lâm tịch vẫn còn chưa có kết thúc. Một tay cầm động thiền xích quét một đường từ dưới lên trên, muốn xẻ lục nhĩ mi hầu thành hai nữa. Thế nhưng lục nhĩ mi hầu lại như có thể phát hiện ra từ trước. Lâm tịch vừa nâng động thiền xích lên thì gã ta đã tiến lên một bước lần nữa tránh được lâm tịch thấy rõ lục nhĩ mi hầu đã tránh thoát nhưng vẫn không từ bỏ đòn đánh này ngược lại lực đạo còn mạnh hơn cả ba phần sau khi lục nhĩ mi hầu tránh thoát đòn tấn công thứ ba phải nói là tránh được đòn tấn công thứ ba từ sớm mới đúng thì lâm tịch đột nhiên giơ tay trái lên xoay vòng trước người lục nhĩ mi hầu giống như đang xoay một cái bánh răng vô hình nào đó theo sự chuyển động của cánh tay lâm tịch không gian bên cạnh lục nhĩ mi hầu đột nhiên vặn vẹo rất nhẹ. Sau đó lục nhĩ mi hầu lại xuất hiện ở vị trí ban đầu. Bên tai là nơi bị bao phủ bởi đòn tấn công tự động thiền xích của lâm tịch. Những chuyện này kể ra thì phức tạp, thực tế chỉ diễn ra trong nháy mắt. Nhìn qua giống như lục nhĩ mi hầu đã tránh thoát chiêu này từ sớm. Thế nhưng ngay khi động thiền xích vùng lên cao nhất thì lục nhĩ mi hầu lại tự động nhào lên. Sau khi dao động linh lực của đòn tấn công này nắng lại, mọi người mới thấy động thiền xích của lâm tịch đã bị lục nhĩ mi hầu dùng hai ngón tay kẹp lấy nhưng đời tiếp xúc giữa hai ngón tay cũng xuất hiện một vết máu rất nhạt không tệ mới đó mà đã hiểu thấu và làm chủ được rồi về sau cẩn thận lĩnh hội con đường của người chỉ mới bắt đầu mà thôi nhìn thoáng qua vết thương rỉ máu lục nhĩ mi hầu mỉm cười nói với lâm tịch lâm tịch vội vàng rút động thiền xích về xin lỗi xong hắn ta khoanh chân ngồi xuống không nói gì một loạn diễn biến xảy ra khiến những người ở xung quanh nhìn vào đều như lọt vào sương mù hai người vốn còn đang chiến đấu kịch liệt thì đột nhiên dừng lại lâm tịch lại còn ngồi xếp bằng nhắm mắt dưỡng thần hả xong rồi ư sao lại như vậy rõ ràng còn đang gây cấn lắm mà bố vần bĩu mồi bất mãn lâm tịch chỉ dùng hợp con hắc trùng kia mà thôi có cảm ngộ cho nên mới giao thủ với ta để kiểm chứng suy nghĩ trong lòng được rồi lâm tịch đã nhận được phần thưởng bây giờ đến lượt các ngươi nói xong lục nhĩ bi hầu mặc kệ sự kinh ngạc của mọi người vươn tay phải ra chỉ chỉ vào mỗi người mấy lần sau đó lục nhĩ bi hầu nhúc nhích ngón tay trước mắt mỗi người đều xuất hiện một vài đồ vật trước mặt bích hải là một con bọ cạp màu xanh thẫm lớn bằng bàn tay trước mặt bố vần là một con kiến vàng lớn trừng bàn tay trước mặt tần vương là một bộ găng tay trước mặt hạo thần là một hạt giống còn trước mặt Tế hãn là một bộ công pháp các người tự lĩnh hội những thứ này Tiếp theo ta còn có lời muốn nói Hiện tại các người đều đã biết mục đích của lục quốc chiến lần này Các người, những người đứng ở đây Đều là người được chọn Bắt đầu từ hôm nay Các người theo thẩm phán giả đến một nơi tu hành 500 năm 500 năm sau Chính là lúc tên tuổi của các người Làm chấn động cả vũ trụ này Nếu các người có đủ nghị lực Kiên trì được 500 năm Sau đó nếu may mắn sống tiếp các người sẽ được nhìn thấy điểm cuối cùng của con đường trí tôn. Và lại cho dù các người có bằng lòng hay không, sức mạnh của các người đã giáng lâm. Các người nhớ trò kỹ. Từ giờ trở đi, các người sẽ triệt để mất đi thân phận của bản thân. Cho đến khi các người trở thành anh hùng, thế nhân mới nhớ lại các người. Nếu không các người sẽ vĩnh viễn bị lãng quên. Nói xong, khí thế trên người lục nhĩ mi hầu bắt đầu suy giảm một cách chậm rãi cuối cùng một hạt châu màu hoàng thổ nhẹ nhẹ bay ra từ trán lục nhĩ mi hầu. Các người còn có một canh giờ ghi lại những lời muốn nói. Sau một canh giờ thẩm phán giả sẽ xuất hiện và dẫn các người rời khỏi nơi này. trăm năm tới các người sẽ bị xóa sổ khỏi thế giới này. Hy vọng các người có thể sống đến cuối cùng. Dứt lời hạt châu bỗng bay tới ngực lục nhĩ mi hầu rồi chui vào cơ thể của gã ta. Đồng thời trên ngực gã ta bỗng xuất hiện một dấu ấn cổ xưa. Lục nhĩ cái này rốt cục có ý gì Sao ta lại cảm thấy không thể hiểu nổi Thấy ý thức của lục nhĩ mi hầu đã trở lại Tần vương vội lên tiếng hỏi Trước đó nguyên thổ châu cứ luôn nói với giọng điệu không nhanh không chậm Nhưng những lời vừa rồi lại nghe có vẻ vô cùng gấp gáp Sau đó lại biến mất một cách khó hiểu Điều này thực sự là có chút quái dị Nghe Tần Vương hỏi những người còn lại cũng gật đầu tỏ vẻ không hiểu Lục Nhĩ Mi Hầu đầu tiên là đứng dậy đáp xuống mặt đất vừa hoạt động tay chân vừa nói. Có thể hiểu một cách đơn giản lục quốc chiến lần này chính là một cuộc tuyển chọn. Chỉ có cường giả chân chính mới có thể thông qua tuyển chọn, không thông qua thì chỉ có thể chết. Hiện tại tuyển chọn đã xong, chỉ có mấy người chúng ta sống tiếp. Nhưng thực lực của chúng ta quá mức nhỏ yếu so với những chuyện chúng ta phải đối mặt. Cho nên thẩm phán giả đại nhân sẽ dẫn chúng ta tiến hành một cuộc khổ tu 500 năm dài đằng đẵng Để thực lực của chúng ta đạt tới hoặc vượt qua một trình độ nào đó chúng ta sẽ phải chấp hành một vài nhiệm vụ cực kỳ quan trọng cũng cực kỳ nguy hiểm đến cuối cùng thành công chúng ta sẽ là anh hùng còn nếu chết thấy lục nhĩ bi hầu nói đến chỗ quan trọng thì không nói nữa hạo thần vội vàng hỏi chết thì sao lục nhĩ bi hầu nhìn gã ta một cái chết thì chết hẳn luôn triệt để biến mất hồn phi phách tán mặc dù còn có chút khó hiểu nhưng cũng hiểu được sơ qua thật ra có hiểu hay không thì cũng đã không còn quan trọng nữa. Chỉ việc được thẩm phán giả đại nhân chỉ đạo khổ tu suốt 500 năm thì đã thấy hết thầy đều đáng giá. Sau đó dưới sự dẫn dắt của lục nhĩ mi hầu, mọi người bắt đầu để lại những lời nhắn sau cùng. Có người lấy pháp lực huyễn hóa thành bản thân sau đó phong tồn những lời muốn nói vào trong hư ảnh rồi khắc vào trong ngọc giản. Cũng có người nói chuyện với một miếng ngọc phù nào đó. Miếng ngọc phù này có tác dụng lưu giữ âm thanh có người chỉ dùng pháp lực khắc mấy dòng chữ lên ngọc giản mà thôi. Lục Nhĩ Mi Hầu thì dùng một miếng ngọc giản lưu giữ hình ảnh. Đối tượng gửi lời nhắn chính là Tô Ngộ Không. Trong đó gã ta để lại kỹ càng tất cả sự việc từ khi rời khỏi bàn cổ giới cho đến tận bây giờ. Còn Tần Vương thì nhắn lại cho một người tên là Quỷ Đế. Người này là thủ hạ của Quỷ Vương. Tần Vương kể lại tất cả những việc đã trải qua cho người này. Sau đó bảo Quỷ Đế hợp nhất thế lực của mình với Tần Vương rồi nghe theo hiệu lệnh của thế giới hoàng tuyền. Nội dung nhắn gửi của những người còn lại cũng không có gì khác biệt quá lớn, đều kể về những việc đã trải qua và hướng đi trong tương lai. Chỉ có kinh phá thiền là lưu lại toàn bộ cảm ngộ của mình từ khi thành công trưởng hóa cho đến khi thần hóa, bằng chữ viết và cả hình ảnh. Hy vọng sẽ có thể giúp ích một điều gì đó cho hậu nhân. Thời gian trôi qua rất nhanh chẳng mấy chốc đã hết một canh giờ, thẩm phán già cũng đã từ trên trời sáng xuống nhưng lần này hắn ta lại mang theo mấy tên người hầu sau khi thẩm phán giả hàng lâm đầu tiên là nhìn lục nhĩ mỹ hầu một cái sau đó lại lần lượt nhìn từng người theo thứ tự là tần vương bích hải tế hán hạo thần kinh phá thiên bố vân sau đó chỉ vất tay một cái ra hiệu bảo mọi người giao lại ngọc giản cho mấy trợ thủ của mình các trợ thủ tiến lên cung kính nhận lấy ngọc giản của từng người cất vào trong ngực rồi bay thẳng lên trời. Từ đầu tới đuôi cả thẩm phán giả lẫn các trợ thủ đều không nói một lời nào, trông có vẻ rất là vội vàng. Bây giờ ta dẫn các người rời khỏi đây, lục quốc chiến chính thức kết thúc. Nói xong thẩm phán giả vươn tay qua một đường giữa không trung Sau đó lấy ra một món bào khí thuyền hành Sau đó ném nó về phía trước Chiếc thuyền nhỏ bỗng chốc biến thành một chiếc thuyền lớn cao hơn 30 thước Thẩm phán giả vẫn không nói gì thêm Tiến lên một bước đạp lên hư không tiến vào chiếc thuyền lớn Đám người lâm tịch nhìn lục nhĩ mi hầu một cái Lục nhĩ mi hầu lại khẽ gật đầu Mọi người cũng lập tức đạp bước lên không trung tiến vào chiếc thuyền lớn Từ bên ngoài mà nhìn vào chiếc thuyền lớn cũng chỉ là một chiếc thuyền kim loại đơn giản Ngoại trừ lớn hơn một chút kiên cố hơn một chút Thì hình như cũng chẳng có điều gì đặc biệt thế nhưng mọi người tiến vào lại phát hiện bên trong như có một thế giới khác nhìn không gian mênh mông xung quanh chẳng những có đủ loại cảnh vật phóng mắt ra xa có có thể nhìn thấy núi cao sông dài mọi người đều bị cảnh sắc này làm cho ngây ngốc chẳng lẽ thuyền này là một món pháp khí không gian mà bên trong nó đã tự hành thế giới ư thế giới ổn định như vậy xem ra chiếc thuyền này không hề đơn giản đâu lâm tịch vì có động thiền xích nên mức độ khống chế thời gian và không gian luôn tình thầm hơn người khác. Nhưng đây rõ ràng là một thế giới. Chỉ cần không phải đần độn hay mù loà thì đều có thể nhìn ra được. Các người sẽ ở lại đây chừng một năm. Sau một năm chúng ta sẽ tới vẫn là trì mộ. Được rồi, một năm này chính là thời gian tự do cuối cùng của các người. Các người có thể thám hiểm thế giới này. Ta tin các người sẽ có thu hoạch nói xong thẩm phán giả lập tức biến mất chỉ để lại đám người đứng ngờ ngờ ngác ngác nhìn nhau lục nhĩ chuyện này rốt cục là thế nào chẳng phải trước đó nguyên thổ châu đã nói sẽ giải thích hết thảy sao nhưng sao còn chưa nói xong đã đẩy chúng ta lên con thuyền kỳ quái này sao ta có cảm giác như đang xảy ra chuyện gì cấp thiết lắm vậy người hỏi lúc này là lâm tịch bởi vì từ sau khi nguyên thổ châu đột ngột dứt lời cho tới bây giờ khi mọi người đã xuất hiện tại thế giới trong con thuyền, tất cả đã xảy ra quá nhanh, căn bản không cho mọi người thời gian để kịp phản ứng, cho nên không thể hiểu điều gì diễn ra ngay lúc này được. Có vẻ như xa giới đã xảy ra một biến cố nào đó, ta có thể cảm giác được sức mạnh của nguyên thổ châu đột nhiên yếu đi, thậm chí còn yếu đến mức không thể không tiến vào trạng thái ngủ đông, cho nên mới đột nhiên ngắt lời tiến vào trong cơ thể ta. Còn biến cố là gì thì ta cũng không biết nhưng đã đến đây rồi cứ suy nghĩ mãi về những chuyện đó cũng chẳng được tích sự gì đâu hiện tại ta đang rất có hứng thú với thế giới ở bên trong con thuyền này nói xong gã ta bắt đầu nháy mắt ra hiệu cho tần vương và lâm tịch ba người đi đầu tiến vào sâu trong thế giới này thấy ba người bọn họ xông thẳng ra ngoài bích hải tế hán hạo thần bố vân và kinh phá thiên cũng lập tức phản ứng lại tăng tốc chạy theo Mặc dù không biết vận mệnh sau này hơn nữa cũng loáng thoáng cảm giác được mình đang tiến vào một sự kiện rất lớn nào đó. Nhưng đây cũng là một cơ hội tốt để nâng cao thực lực. Có lẽ hiện tại mình chỉ là một quân cờ. Nhưng chỉ cần thực lực của mình liên tục tăng lên, cuối cùng mình sẽ trở thành người đánh cờ ở trên cái bàn cờ này. Ôm ý nghĩ như vậy, tám người cùng nhau xông về phía xa, nhập ra tùy tục. Mặc kệ đây là nơi quý quái nào, chỉ cần có thể nâng cao thực lực thì đều là một địa điểm tốt ngay khi bóng dáng bốn người đã mờ dần mơ hồ thẩm phán già lại đột nhiên xuất hiện nhìn theo phương hướng biến mất của tám người nói khẽ hy vọng tám người lần này có thể sống đến cuối cùng dù sao cũng có lão cửu đi cùng với họ đoàn người lục nhĩ mi hầu đi đến thế giới mới trong toàn thiên giới 10 thế lực cũng đồng loạt nhận được một tin tức tin tức này được phát ra từ trí tôn ấn một đoạn văn ý tứ sở lược đó là lục quốc chiến đã chính thức kết thúc đã có xếp hạng thứ tự của lục đại thần quốc. Trong đó thế giới hoàng tuyền đứng thứ nhất, thu hoạch được một phần địa đồ của toàn thiên giới, 200 con khối lỗi thủ hộ. Sáng thế thần quốc đứng thứ hai, thu hoạch được nửa phần địa đồ của toàn thiên giới, 100 con khối lỗi thủ hộ. Vạn yêu quốc đứng thứ ba, thu được một phần địa đồ khuyết thiếu của toàn thiên giới, 50 con khối lỗi thủ hộ. Vạn thần điện và vạn linh cảnh cùng xếp thứ tư, không có phần thưởng hơn nữa vạn thần cung và vạn linh cảnh còn bị giảm một phần năm nồng độ linh khí xem như trừng phạt diệt thế ma quốc đứng thứ năm không có phần thưởng đồng thời còn bị yêu thú tấn công thành trì ba lần xem như trừng phạt tứ đại thế giới cao cấp còn lại không có bất cứ bàn thưởng hay trừng phạt gì lúc mặt trời mọc thí luyện toàn thiên giới cũng chính thức kết thúc chính thức thế lực mười phường đều nhận được một tin tức tin tức này khiến cho thế lực mười phương mấy nhà vui mấy nhà sâu vui vẻ đương nhiên là ba thần quốc có thứ hạng cao nhất chẳng những có được hồi lỗi còn có được địa đồ của tuần thiên giới có thể nói lúc này tam đại thần quốc đã có được một ưu thế rất lớn kẻ buồn đương nhiên là ba thần quốc xếp sau đặc biệt là diệt thế ma quốc chẳng những không có bất cứ phần thưởng nào mà còn bị yêu thú tấn công thành trì đến ba lần sự trừng phạt này không thể nói là nhỏ bởi vì một khi có thế lực khác thừa cờ tấn công Thì diệt thế mà quốc sẽ lâm vào tình cảnh vô cùng nguy hiểm Làm không tốt thì sẽ trở thành thần quốc đầu tiên Bị đào thải khỏi tuần thiên giới thí luyện Mặc dù ban thưởng và trừng phạt không phong phú và nghiêm khắc như trong tưởng tượng Nhưng không thể nghi ngờ rằng trước khi thí luyện bắt đầu Đã gây ra tranh lệch giữa 10 phương thế lực Vạn thần điện, vạn linh cảnh và diệt thế mà quốc Rất có thể sẽ trở thành thế lực đầu tiên bị tấn công mà tại giờ khắc này tại hoàng tuyền cung của thế giới hoàng tuyền Do tế chiếu dẫn đầu Cả nhóm người ngồi cùng một chỗ thảo luận ý nghĩa đằng sau tin tức này Xem ra người mà chúng ta phải đi tham gia lục quốc chiến biểu hiện không tệ Vậy mà đạt được hạng nhất Đúng là đáng chúc mừng Không biết là mấy người tham gia đúng là làm rạng rỡ thế giới hoàng tuyền Người lên tiếng chính là Minh Vạn Kiếp Thân là thành chủ Minh Phủ đứng đầu thập đại nội thành của thế giới hoàng tuyền mình vạn kiếp coi trọng thế giới hoàng tuyền hơn bất cứ kẻ nào. Đương nhiên càng có trọng danh dự của thế giới hoàng tuyền. Trong những lần lục quốc chiến trước đây, mặc dù thế giới hoàng tuyền không đứng chót nhưng cũng là áp chót. Không ngờ lần này lại lấy được hạng nhất. Mình vạn kiếp thấy vui vẻ từ tận đáy lòng. Nếu cho ông ta biết người nào đã giành được vinh dự đặc biệt như vậy cho thế giới hoàng tuyền, có lẽ ông ta chỉ hận không thể nào giao cả minh phủ của mình cho kẻ đó ta càng muốn biết về mặt của giới chủ ma diệt thiên khi biết bọn họ phải xếp hạng bét nhất định sẽ rất là đặc sắc lãng tầm kiếm hào vừa lau đường đao màu đen của mình vừa cười hì mà nói hắn ta vừa nói như vậy những người khác cũng chợt nhớ tới diệt thế ma quốc xếp cuối cùng trong lục quốc chiến lần này phải biết trước kia diệt thế ma quốc vẫn luôn là giành được hạng nhất thậm chí còn rất ít khi xếp thứ hai Nghĩ đến vẻ mặt của Ma Diệt Thiên khi biết mình xếp cuối cùng, mọi người đều không nhịn được mà phải bật cười. Cười được một hồi Tề Chiếu nói tiếp. Đây đúng là một điều đáng để chúc mừng. Không chỉ giành được hạng nhất mà còn đánh bại cả Diệt Thế Ma Quốc. Người tham chiến lần này có thể xưng là anh hùng. Nhưng mà các vị cũng không nên chỉ biết ăn mừng. Nhiệm vụ của chúng ta giờ đây cũng quan trọng không kém. Nhất định là đồng đội của chúng ta đã liều mạng thập tử nhất sinh mới có thể đổi lấy ưu thế to lớn như vậy cho chúng ta. Nếu không thể giành được hạng nhất trong cuộc thí luyện tại tuần thiên giới, ta nghĩ các vị sẽ không còn mặt mũi nào để mà đi gặp giới chủ đại nhân và những đồng đội đã đổ máu trong lục quốc chiến kia nữa. Tề chiếu nói xong mọi người đột nhiên cảm thấy đúng là như vậy. Nếu trong tình huống có ưu thế mà còn không thể giành được hạng nhất thì đúng là khỏi cần về nữa. Cứ thế mà tự sát tại tuần thiên giới này luôn cho xong. Mọi người ở đây có ai không phải là người thành danh hiển hách ngạo khí ngốt trời. Thà chết cũng không muốn ôm lấy khuất nhục để mà sống tiếp. Nói hay lắm. Chúng ta không thể làm nhục mặt thế giới hoàng tuyên. Hiện tại người là đội trưởng, tất cả đều nghe theo ngươi. Ta tin vào mắt nhìn của giới chủ đại nhân. Nghe người này nói thế, Tê Chiếu liền nhìn hắn bằng ánh mắt cảm kích tiếp tục nói. Mặc dù ta từng là người của diệt thế ma quốc, nhưng có lẽ cũng có người biết chuyện của ta Có thể nói ta và ma diệt thiên của diệt thế ma quốc bây giờ có mối thù không đội trời chung Không phải ta chết thì là hắn chết Hơn nữa sau khi chết ta đã nhận được đại ân của Nguyệt Hoàng Tuyền Đại Nhân Cho nên lần này ta nhất định sẽ dốc hết sức lực giành được hạng nhất cho thế giới Hoàng Tuyền Bây giờ chúng ta phải thương lượng một chút về cuộc thí luyện lần này Xem tiếp theo là nên đánh như thế nào Nhìn vẻ hăng hái và bá khí ngạo nghễ trong mắt của Tề Chiếu, Tô Ngộ Không cười lên ha hả. Mặc dù hắn không quen biết Tề Chiếu của trước đây, nhưng mà trải qua thời gian dài tiếp xúc, hắn cảm nhận được lúc còn sống Tề Chiếu nhất định là một nhân vật sừng bá thiên hạ. Có lẽ dáng vẻ như bây giờ mới thực sự đúng là bộ dáng của Tề Chiếu. Nghĩ vậy, Tô Ngộ Không đột nhiên hít sâu một hơi, thí luyện toàn thiên giới cuối cùng cũng bắt đầu không biết lần này sẽ gặp phải nguy hiểm gì cũng không biết rốt cuộc bản thân có sống được tới cuối cùng hay không hơn nữa từ khi tiến vào tuần thiên giới tô ngộ không cứ luôn có cảm giác dường như nơi này sẽ xảy ra một chuyện kinh thiên động địa nào đó vậy nhưng cụ thể là chuyện gì thì không cách nào biết được chỉ là cảm giác này luôn khiến tô ngộ không cảm thấy bất an trong lòng ha <laughs> ha hầu tử nghĩ gì vậy thấy tô ngộ không đang ngẩn người diễm thần bỗng nhiên đập vào bà vai hắn cười hì hì mà hỏi Ta đang nghĩ có nên lấy một cái tên thật bá khí cho người hay không Người xem ta là tề thiên đại thánh tại bàn cổ giới Ta còn sáu người huynh đệ gọi là bình thiên đại thánh Phúc hải đại thánh, thông phong đại thánh Cho nên ta đang nghĩ Có nên lấy cho người một cái tên hay không Hai mắt diễm thần nghe đến đây lập tức sáng bừng Sau đó mặt mũi tràn đầy hưng phấn Được được ta còn chưa bao giờ có huynh đệ đâu Hậu tử Có lẽ ta và người kết bái Chúng ta cũng làm huynh đệ được không Đương nhiên là được, nhưng ta còn phải đợi sáu vị ca ca đồng ý mới được. Nhưng bây giờ lại không có cách nào báo cho bọn họ biết. Không sao không sao, hai ta cứ kết bái trước. Chờ thí luyện tại tuần thiên giới kết thúc, ta sẽ cùng người về bàn cổ giới. Sau đó chúng ta lại kết bái một lần nữa là được. Được rồi, được rồi, đừng do dự. Đúng rồi, ngươi chờ một chút. Nói xong Diễm Thần chạy thẳng tới chỗ tử tĩnh. Không biết nói gì sau đó liền bừng hai bát rượu đi tới. Nào nào, hai ta uống rượu kết bái, sau này chúng ta chính là huỳnh đệ. Nói xong cũng chén với Tô Ngộ Không rồi ngửa đầu uống cạn. Vốn dĩ Tô Ngộ Không cảm thấy kết bái lúc này cũng rất tốt, vừa định gọi cả tê chiếu nhưng không ngờ diễm thần lại gấp gáp như vậy. Hết cách chỉ có thể ngửa đầu uống cạn rượu ở trong chén. Thấy Tô Ngộ Không cũng đã uống rồi diễm thần cười ha hả mà nói. Về sau ta chính là ngữ hỏa đại thánh ha ha ha. Tiếng cười của Diễm Thần thực sự quá lớn, đám người còn đang thảo luận cũng nhào nhào quay đầu nhìn cậu ta như một tên ngốc. Các huynh trưởng mọi người vẫn khỏe chứ, hôm nay ta kết bái thêm một vị huynh đệ. Về sau chúng ta chính là yêu tộc bát thánh. Mọi người chờ ta, chờ ta dẫn hắn trở về. Sau đó chúng ta lại uống một trận, thật là thống khoái. Diễm thần gãi đầu một cái cười xấu hổ, sau đó kéo tôn ngộ không ngồi xuống. Vờ như đang nghiêm túc nghe mọi người thảo luận. Tề chiếu mỉm cười nhìn diễn thần tiếp tục nói Cứ như vậy đi Chờ thí luyện chính thức bắt đầu Chúng ta sẽ phái người liên lạc với sáng thế thần quốc trước Sẽ tranh thủ hợp tác với sáng thế thần quốc Sau đó bắt đầu dò xét tình hình xung quanh hoàng tuyền cung này Để loại trừ tất cả mọi nguy hiểm có thể xảy ra Sau khi chờ được hồi âm từ sáng thế thần quốc Đó chính là lúc chúng ta tiến công Tô Ngộ Không lãng tầm kiếm hào diễm thần nghe lệnh, phái ba người các người tới chỗ của sáng thế thần quốc ngay ngày mai lập tức xuất phát tô ngộ không diễm thần và lãng Tâm kiếm hào đồng loạt đứng dậy hồ lớn một tiếng tuân lệnh sau khi nhận được tin tức này các thế lực còn lại cũng bắt đầu tiến hành thương thảo đồng thời hoạch định sách lược dù sao thí luyện tuần thiên giới cũng không thể kết thúc trong một sớm một chiều được hơn nữa còn có quan hệ trọng đại đương nhiên không thể tùy tiện hành động có thể liên hệ với đồng minh thì đương nhiên trước tiên phải nghĩ cách liên hệ với đồng minh. Dù sao thêm một người cũng nhiều hơn một phần sức mạnh. Nếu người cứ giữ thần phận không chịu hợp tác với người khác, vậy để người khác bắt tay hợp tác với nhau thì kẻ bị tiêu diệt sẽ chính là ngươi. Trong toàn thiên giới thực lực của mười thế lực cũng không có sự khác biệt quá nhiều, nói cách khác một phương thế lực tuyệt đối không thể chống lại sự tấn công của hai thế lực khác liên minh. Cái này hoàn toàn khác với chiến tranh giữa hai thần quốc. Chiến tranh giữa các nước liên quan quá nhiều, chiến thuật hậu cần địa hình quốc lực một loạt các nhân tố. Cho nên nếu chiến tranh bùng nổ, một quốc gia chống lại hai quốc gia cũng không phải là chuyện bất khả thi. Chỉ cần sử dụng chiến thuật hợp lý, thậm chí lấy ít thắng nhiều cũng không phải là việc khó. Nhưng ở tuần thiên giới này thì lại là một chuyện hoàn toàn khác. Mỗi một thế lực đều có 72 người, mà nhất định mỗi người đều có chiều số bí mật của mình, thậm chí mỗi một thần quốc và thế giới cao cấp đều sẽ không keo kiệt thần khí pháp bảo. Cho nên một khi chiến đấu hoặc là không ai làm gì được ai, hoặc là đôi bên cùng thê thảm, nếu muốn diệt sạch đối thủ thì nhất định phải tìm được đồng minh. Cho nên kết minh là một điều nhất định phải làm. Nhưng trong tuần thiên giới này ngoại trừ thế giới hoàng tuyển, sáng thế thần quốc và vạn yêu quốc, bảy thế lực còn lại đều không có địa đồ. Điều này cũng nghĩa rằng bọn họ chẳng hề biết gì về tuần thiên giới. Thế giới này là lớn đến bao nhiêu, cung điện của mỗi một thế lực nằm ở đâu, xung quanh có những nguy hiểm gì, trong tuần thiên giới có yêu thú hay là mãnh thú thực lực đáng sợ như thế nào, có cấm khu nào hay không, phải làm thế nào mới tìm được đồng minh của mình mà không tùy tiện tiến vào phạm vi thế lực của quốc gia khác. Bài đại thần quốc còn lại không có lấy một chút thông tin tình báo nào. Cho nên trước khi bắt đầu thí luyện, nhiệm vụ duy nhất của bọn họ chính là vừa phòng ngự, vừa cố gắng hết sức thăm dò địa hình. Về điểm này ba thế lực có địa đồ đã chiếm được ưu thế không tầm thường. và yêu quốc chỉ có một phần bản đồ rách nát, trên đó chỉ có một vài ký hiệu sơ sài, hơn nữa cũng không hoàn chỉnh thiếu mất một phần. Nhưng có thể nắm được đại khái vị trí của bản thân và những thần quốc khác. Còn sáng thế thần quốc thì có được nửa tấm địa đồ, độ chính xác cao hơn chẳng những có địa lý, hình thế núi non sông ngòi mà ngay cả khu nào có bánh thú nguy hiểm Khu nào là nơi tự nhiên hiểm yếu đều có thể rõ như ban ngày. Nhưng tiếc là địa đồ chỉ vẽ phần phía nam của tuần thiên giới. Còn thế giới hoàng tuyền lại có bản đồ chi tiết của toàn bộ tuần thiên giới. Cho nên Tê Chiếu mới tràn trề niềm tin đến như vậy. Trong lúc những người khác còn đang trật vật thăm dò địa hình, thì bọn họ cũng cùng sáng thế thần quốc thường lượng xem, nên tấn công thế lực nào trước tiên rồi. Trong lúc 10 thế lực tại tuần thiên giới đang thương thảo sách lược, và chiến lực sau này thì các vị giới chủ của lục đại thần quốc ở ngoài kia cũng lần lượt nhận được chiến báo về lục quốc chiến từ sứ giả của tuần thiên giới phái tới ha 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 không ngờ không ngờ thằng lóc cái thằng nhóc lục nhĩ này thật sự giành được hạng nhất ta quả nhiên không nhìn lầm ngươi người này về sau chắc chắn có thể nhìn thấu trọng điểm của chí tồn trì lộ Ánh quý truyền lệnh giới chủ ta từ hôm nay chiến yêu thành thuộc yêu tộc thăng lên làm nội thành trở thành đại nội thành thứ 11. Người thuộc chiến yêu thành đều được ban thưởng một tòa tháp hoàng tuyền, có tư cách tự do ra vào tất cả nội thành. Đồng thời phong yêu hoàng đế Tuấn và Đông Hoàng Thái Nhất là hoàng tuyền chiến tướng, ban thưởng cho bọn họ nửa bộ hoàng tuyền luân hồi quyết. Nghe Nguyệt Hoàng Tuyền nói xong anh quý thâm giật mình trong lòng. Không ngờ lần này giới chủ đại nhân lại ra tay hào phóng như vậy. Phải biết chỉ riêng tháp hoàng tuyền đã là bảo vật thần khí trí tôn hạng nhất có tháp hoàng tuyền trong tay đồng nghĩa với việc có khả năng bất tử tại thế giới hoàng tuyền. Nếu bị tấn công chỉ cần lấy tháp hoàng tuyền ra rồi trốn vào trong đó, chỉ cần người này muốn thì sẽ ngay lập tức xuất hiện trong đại điện của giới chủ nguyệt hoàng tuyền. Đã thế còn sắc phong đế tuấn và đông hoàng thái nhất làm hoàng tuyền chiến tướng. Như vậy ngũ đại chiến tướng giờ đây đã thành 7 người. Hoàng tuyền, chiến tướng là lực lượng trực thuộc thống lĩnh của giới chủ. Ngoại trừ giới chủ thì không cần nghe theo mệnh lệnh của bất cứ một kẻ nào nhưng nếu so với ban thưởng cuối cùng nửa cuốn hoàng tuyền luân hồi quyết thì hết thảy mọi thứ đó cũng chẳng đáng là gì hoàng tuyền luân hồi quyết bí tịch vô thượng của thế giới hoàng tuyền từ trước tới nay chỉ có giới chủ đại nhân và thủ hộ giả đại nhân mới có thể tu luyện cùng với phòng thiền ấn của sáng thế thần quốc cửu tác quyết của vạn linh cảnh cửu xà diệt thế quyết của diệt thế mà quốc vạn yêu phá thiền quyết của vạn yêu quốc chư thần thường sinh quyết của vạn thần điện được gọi chung là thần quốc lục quyết Đường hiền vốn là thần quốc cử quyết, chẳng qua ngự thổ giới, thương thủy giới và ly hòa giới, đã triệt để thất truyền sau khi diệt vong. Cho nên có được nửa cuốn hoàng tuyền lân hồi quyết đã là vinh hạnh tối cao vô thượng, đặc biệt là còn có cơ hội cực lớn để nâng cao thực lực. Ngay cả ảnh quỷ cũng chỉ có một phần ba quyền hoàng tuyền luân hồi quyết mà thôi. Ra lệnh xong như còn cảm thấy chưa đủ, Nguyệt Hoàng Tuyền lại nói với ảnh quỷ, thông báo toàn quốc cả nước ăn mừng ba ngày lập một pho tượng lục nhĩ mi hầu trước cổng chính hoàng tuyền cung phải dùng đến vật liệu tốt nhất nói sau nguyệt hoàng tuyền bật cười há hả sau đó biến mất trái ngược với sự vui vẻ của nguyệt hoàng tuyền trong đại điện của giới chủ diệt thế ma quốc ma diệt thiên vùng tay đập vỡ trước bàn trước mặt nhưng cơ giận trong lòng vẫn không vơi đi một chút nào gã cau mày siết chặt nắm đấm nhìn đám người bên dưới chỉ thấy lửa giận càng lúc càng bốc lên hừng hực thế mà xếp chót sao đường đường là diệt thế ma quốc đứng đầu lục đại thần quốc vậy mà lần này lại đứng chót không chỉ vậy người mà gã phái đi tham gia thí luyện tuần thiên giới còn bị mãnh thú tấn công thành trì đến ba lần điều này khiến mà diệt thiên tức muốn nổ phối chỉ cần sơ sẩy một chút chỉ thợ diệt thế ma quốc của gã sẽ là thế lực đầu tiên bị đào thải khi đó không những địa vị của thần quốc khó giữ mà còn không có cơ hội tiêu diệt tề chiếu thêm một lần nữa chỉ cần Tề Chiếu còn sống một ngày, Ma Diệt Thiền sẽ không thoải mái thêm một ngày. Thù hận của gã đối với Tề Chiếu còn hơn cả cái gai trong mắt cái rằm trong thịt. Thậm chí có thể nói là một lưỡi kiếm sắc bén cắm vào tim. Lưỡi kiếm này một khi còn chưa được nhổ ra, thì gã sẽ không bao giờ thực sự cảm thấy an toàn. Nhưng mà bây giờ lại thành ra nông nỗi này sao có thể không giận. Thế nhưng giận thì giận, mà Diệt Thiền vẫn chưa đánh mất lý trí đôi mắt u ám quét qua mọi người bên dưới mở miệng nói lần này diệt thế ma quốc ta xếp cuối cùng trong lục quốc chiến chẳng những mất hết danh dự mà còn ảnh hưởng tới thí luyện toàn thiên giới mặc dù tuần thiên giới ta đã phái nhóm ma vũ ra trận nhưng cũng không thể đảm bảo sẽ không có chuyện gì bất chắc xảy ra một khi xảy ra chuyện ngoài ý muốn chỉ sợ diệt thế ma quốc sẽ mất đi từ cách thần quốc cho nên bắt đầu từ bây giờ toàn quốc chuẩn bị chiến đấu toàn bộ đại quân tập kết chỉ cần nhận được kết quả thí luyện toàn thiên giới. Nếu diệt thế ma quốc ta mất đi từ cách thần quốc thì lập tức khai chiến với sáng thế thần quốc, hơn nữa còn phải là một trận chiến không chết không thôi. Nói xong, Ma Diệt Thiên nhắm mắt lại như đang kìm nén lửa giận trong lòng. Thật lâu sau Ma Diệt Thiên vẫn nhắm mắt chỉ nói: "Ma chiến, lấy danh nghĩa của ta chuẩn bị một món lễ lớn, do người đích thần đi tới thế giới hoàng tuyền." chúc mừng nguyệt hoàng tuyền giành được hạng nhất trong lục quốc chiến đồng thời âm thầm báo cho hoàng tuyền số 2 trong kế hoạch đại nhân vật bắt đầu hành động còn đi bằng cách nào thì hẳn là người phải nên biết Mà diệt thiên nói xong một tên thủ hạ quỳ gối một gối xuống hai tay ôm quyền Mà chiến nhận lệnh thủ hạ biết cách đi tới thế giới hoàng tuyền giới chủ đại nhân yên tâm lần này thế giới hoàng tuyền nhất định không được yên mà Diệt Thiên nhẹ gật đầu ra hiệu cho tất cả mọi người lui ra. Còn gã thì trực tiếp xé rách không gian đi tới Vạn Yêu Quốc. Lần này Vạn Yêu Quốc cũng tổn thất thảm trọng không kém. 12 người tham gia chiến đấu chỉ có Hạo Thần và Bố Vân còn sống. Chứng tỏ Yêu Vô Mộng đã chết. Đây không phải việc nhỏ. Yêu Vô Mộng kia chẳng những có một tấm bia ảo mà còn có được một viên dược linh đan. Cho dù không phải dược linh đan chân chính nhưng cũng có năng lực chữa lành cực mạnh. Vậy nhưng hắn ta vẫn phải chết. Xem ra những đại thần quốc khác cũng đã âm thầm bồi dưỡng được một vài cường giá từ rất lâu. Ngoại trừ những điều này ra thì điều mà Ma Diệt Thiền quan tâm là liệu một hoàn cảnh khác nằm trong kế hoạch của đại nhân vật có thể bị bại lộ hay không? Dù sao nhất định khi bỏ mạng tại lục quốc chiến, yêu vô mộng đã để lộ ra diện mạo chân thật. Như vậy, kế hoạch của bọn họ rất có thể cũng đã bị tiết lộ. Hết tập thứ 62